Tập 4. Tôi nói cô đó qua Thủy Tiên. Cô nói xem rốt cuộc tôi kém Mã Thiên Long ở điểm nào chứ? Tại sao cô thà chết cũng không muốn cưới tôi mà lại muốn cưới cậu ta? Kém hơi nhiều đó. Xét về văn hóa, Mã Thiên Long người ta đi du học nước ngoài. Luận về võ thuật, chuyện anh bị bại dưới tay của anh ấy tôi không cần nhắc nữa. Hồi nhất đau, nếu Mã Thiên Long biết anh bắt trói tôi lên núi, chắc chắn sẽ tới cứu tôi. Lúc đó đừng có trách. Cô đừng có nằm mơ nữa. Mã Thiên Long chẳng coi cô ra gì đâu. Cô coi đó, cô đã bị bắt một ngày rồi mà Mã gia có ai tới đâu. Bỏ cái suy nghĩ đó đi, yên ổn ở lại Thanh Phong trại của tôi, làm áp trại phu nhân là được rồi. Không thể nào. Mã Thiên Long nhất định sẽ tới cứu tôi. Được. Vậy cô dám cược với tôi không? Trong 3 ngày nếu như Mã Thiên Long không tới, vậy thì cô làm vợ tôi nha. Tôi nói anh kiếp trước là con nghiện cờ bạc sao? Sao cứ hỏi là cược vậy? Nhạt nhẽo. Đừng nói nhảm, cô dám không? Qua Thúy Tiên tôi không có gì là không dám. Quyết định như vậy đi. Muốn cược thì cược. Nếu như Mã Thiên Long lên nước cứu tôi thì anh phải dùng kiểu lớn 8 người khiêng đưa tôi xuống núi. Được, quyết định vậy đi. Nhưng qua Thủy Tiên bị bắt đi rồi, nói tới cùng cũng là vì hai chúng ta. Chúng ta đã liên lụy cô ấy thì không thể nào thấy chết không cứu. Cậu có kế hoạch gì không? Lát nữa anh ra bên ngoài, hãy có chuyện gì ít ra còn có người về báo tin. Vậy sao được? Được rồi, tôi không đụng độ trực tiếp đâu, yên tâm đi. Đi. Nè Tú Tài, cậu xem tôi mặc trường bào, sửa soạn ra dáng thì cũng không tới nỗi nào phải không? Vẫn đẹp trai phải không? Không tới nỗi, không tệ chút nào hết. Đại đương gia, người xưa có câu, nhân duyên nam nữ đều do sợi tơ hồng trên tay của bà Nguyệt. Ai cưới ai, ai gả cho ai đều là duyên phận định sẵn. Nhớ dẫn. Vậy kêu Nguyệt lão buộc lại tơ hồng của Hoa Thúy Tiên cho tôi đi. Đại ca, tới rồi. Ai tới? Thì chính là cái tên Mã Thiên Long đó. Cái gì? Nếu như Mã Thiên Long không biết mình bị bắt lên núi thì sao đây? Như vậy thì tiêu rồi. Không được, không được. Đại đương gia, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Mã Thiên Long, cậu ăn gan hùm mật gấu hay sao? Cũng không phải. Chẳng qua Mã Thiên Long tôi ít ra cũng là đàn ông. Tôi đắc tội với đại đương gia, không thể để một cô gái chịu tội thay cho tôi được. Nói vậy còn giống người đó. Được, vậy chúng ta nói thẳng luôn đi. Cậu cướp lương thực của tôi cướp phụ nữ của cậu. Hai chúng ta coi như hòa nhau. Cậu đi đi. Sau này nước sông không phạm nước giếng. Không biết còn tưởng đầu óc đại đương gia có vấn đề nữa đó. Rõ ràng lương thực vốn chỉ là của tôi. Họ Mã kia, đừng có thấy nể mặt mà không biết điều nha. Kêu cậu cút thì cút đi. Cút, phải đó, đi đi. Lần này tôi tới tìm đại đương gia của mấy người là để làm ăn. Làm ăn? Tôi làm ăn gì được với cậu chứ? Đại đương gia chiếm núi Xưng Dương chẳng qua chỉ là một chữ tiền mà thôi. Lô lương thực lần trước chúng tôi phải lấy lại. Tôi nói rồi, vì nó là tài sản chung. Tôi biết là các anh em trên núi sống cũng không dễ dàng gì. Như vậy, chỉ cần anh chịu thả qua Thủy Tiên, giá cả tự anh quyết định. Không hổ danh là đại thiếu gia nhà họ Mã, mở miệng đã hào phóng như vậy rồi. Nhưng mà hồi nhất đau tôi, số phận dứt giả, cứ thích đồ mình cướp đi đó. Tiền bạc tự có, tôi không thèm đâu. Nhưng mà nể mặt anh có chút nghĩa khí, lần trước biết để lại cho anh em chúng tôi chút lương thực. Mâu thuẫn giữa chúng ta coi như là tiêu tan. Người đâu? Tiễn khách. Đi, đi đi. Đại đương gia, anh là anh hùng giang hồ ai ai cũng biết. Bắt nạt một người phụ nữ như vậy, tin này truyền ra ngoài, e rằng thiên hạ sẽ cười anh đó. Cười sao? Được. Mã Thiên Long, đừng trách tôi không cho cậu cơ hội. Lần trước cậu đánh tôi bị thương, hôm nay chúng ta tính nợ cả cũ lẫn mới.
tỷ thí lần nữa. Nếu như mà cậu thắng thì cậu mang Hoa Thủy Tiên đi. Nhưng mà nếu cậu thua thì cái mạng của cậu để lại đây cho tôi. Thế sao? Năm nay không biết phải làm sao nữa. Lần nào cũng phải nhảy cửa sổ. Đại đương gia, tỷ thí sao đây? Đây là địa bàn của tôi. Tỷ thí cái gì cậu chọn đi. Tránh truyền ra ngoài nói tôi bắt nạt người ta. Đúng không các anh em? Phải đó, nói rất đúng. Được. Vậy thì cung kính chỉ bằng tuân lệnh. Chúng ta bắn súng đi. Được. Thì kiểu gì đây? Thì gì tôi đã nói rồi. Còn thi thế nào thì anh quyết định chứ. Hào sản đó. Đại đương, có. Đại phi, có. Mã Thiên Long, nhìn thấy giò rượu đối diện chưa? Chúng ta mỗi người 3 phát đạn. Ai bắn trúng nhiều thì người đó thắng. Đại đương gia, anh bắn trước đi. Đừng trách tôi không cho cậu cơ hội đó nha. Nếu bây giờ quỳ xuống, dập đầu 3 cái, lập tức đi xuống núi. Chưa biết chừng tôi có thể ban ơn, tha mạng cho cậu một lần. Đừng nói nhiều nữa. Mời. Không sợ chết thật sao? Hay, đại ca hay quá. Lợi hại lắm. Hay, không hổ danh là lão đại. Lợi hại, quá lợi hại. Mã Thiên Long, tới cậu rồi đó. Được, Mã Thiên Long cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mà dáng này chúng ta đều bắn trúng 3 giò, coi như quà rồi. Thì cây khác đi, tôi sẽ đặt ra quy tắc. Được. Đuôi tóc nhỏ, chút nữa không được thua nữa đâu đó. Lý Chân To. Dạ. Nói quy tắc cho hắn nghe đi. Cái này gọi là vòng càng khôn. Thanh Phong Trại chúng tôi đấu vật đều dùng cái này. Quy tắc rất là đơn giản. Ai ra khỏi vòng trước thì người đó thua. Nói xong rồi sao? Xong rồi. Quy tắc rất là đơn giản nha. Muốn thắng đại ca của chúng tôi thì không đơn giản đâu. Nói nhiều quá. Dám thi không? Có gì mà không dám. Nào. Đại ca tất thắng. Đại ca tất thắng.
Nhóc con, không tệ nha. Đại đương gia cũng không tồi. Chân to, chuyện là sao? Tú Tài, chuyện gì vậy? Không phải anh. Lý Chân To, chuyện gì đây? Chuyện này em cũng là vì Thanh Phong Trại chúng ta. Thanh Phong Trại chúng ta làm chuyện bẩn thỉu như vậy bao giờ? Đây gọi là gian lận biết không? Cho dù có thắng thì cũng không hề dễ dàng. Thì căn bản không phải sợ anh thua sao? Nhảm nhí, tao mà thua nó sao? Lần trước đấu súng, đấu võ, tất cả anh đều thua hết rồi. Lý Chân To, cậu đại đương gia dám chơi dám chịu, giao Thúy Tiên ra đây đi. Thua cái gì ông đây nhường cho cậu đó. Giá này không tính, chơi lại lần nữa. Nhường cho tôi. Đúng, đại ca tôi nhường cho anh đó. Giá này không tính, chơi lại lần nữa đi. Sao tôi không biết? Đại đương gia muốn gian lận sao? Kêu Thúy Tiên tới đây. Đại đương gia, không xong rồi, không xong rồi. Qua Thúy Tiên chạy mất rồi. Cái gì? Thằng nhóc dám chơi điều hổ ly sơn với tôi. Các anh em đánh. Đứng yên đó. Dừng tay. Tránh ra đi. Làm gì vậy? Hồ Nhất Đao, anh từng nói chỉ cần Mã Thiên Long tới núi cứu tôi, anh sẽ dùng kiểu lớn 8 người khiêng đưa tôi xuống núi. Anh nói lời không giữ lời. Tôi không có. Anh không có cái gì, anh có. Anh đứng lên cũng là đàn ông cao 1m8, mà ngay cả đứa trẻ con cũng không bằng sao? Thanh Phong Trại nhiều người theo anh như vậy, anh không thấy ngại sao chứ? Thủy Tiên, bỏ đi. Trong này chắc là có hiểu lầm gì rồi. Có phải không đại đương gia? Hoa Thủy Tiên. Được. Cô có mắt nhìn đó. Không thấy thằng nhãi này dám một mình lên núi vì cô mạo hiểm tính mạng. Một mình lên núi cứu cô, đúng là không tệ. Nhưng mà đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ làm tất cả vì cô. Chỉ cần cô gật đầu. Tú Tài, người xưa có câu gì đó. Người xưa nói quân tử không giành thứ mà người khác thích. Được rồi, tôi cũng mặc kệ người xưa nói gì. Tóm lại là tôi thừa nhận. Qua Thủy Tiên, tôi thích cô. Nếu cô không muốn thì tôi không miễn cưỡng. Nhưng mà tôi nói đi cũng phải nói lại. Nếu hôm nay tên này không tới hoặc dám sợ sệt một chút với tôi, cho dù là cô hận chết tôi, tôi cũng không trả cô cho hắn đâu. Nhất định không tác thành cho hai người. Hồ Nhất Đao, Thật ra tôi thấy anh cũng rất tốt. Đừng có hở chút là nỗi khùng như vậy, khiến cho người ta sợ anh làm cái gì chứ. Được rồi, đừng có tận bốc tôi. Qua Thủy Tiên, cô không muốn gả cho tôi thì cũng được, không sao hết. Nhưng mà cô gái Hồ Nhất Đao tôi thích thì không thể để cho cô ấy chịu thiệt thòi. Từ nay về sau, Hoa Thủy Tiên chính là em gái của Hồ Nhất Đao tôi. Ai dám bắt nạt cô, cô cứ lên núi tìm đại ca, đại ca trút giận cho cô. Vậy thì tốt quá. Nhà tôi có một anh trai chẳng ra làm sao, ngày nào cũng bị chị dâu tôi chèn ép. Tôi cũng chỉ muốn có người anh trai giống như anh. Sau này chúng ta cùng ra trận giết địch. Em gái tôi đúng là nữ trung hào kiệt nha. Các anh em nghe cho rõ đây, sau này kẻ thù của em tôi là Thủy Tiên, chính là kẻ thù của Thanh Phong Trại. Nếu như có ai dám bắt nạt cô ấy, các anh em, Thanh Phong Trại chắc chắn sẽ không tha cho hắn, có phải không? Phải. Đúng, phải rồi. Đại ca em nói là chỉ cần treo cái này lên, anh ấy sẽ tới tìm em. Anh nói có thật không? Hay là ngày mai em treo nó lên thử nha.
đại ca, gọi thân thiết quá rồi. Người ta chỉ tùy tiện nói với cô vài câu, cô tưởng thật sao? Đương nhiên thật rồi, chuyện nhận anh em sao còn giả được. Mã Thiên Long, anh nghe cho rõ đi, anh đừng bắt nạt em, nếu không em kêu đại ca của em xử lý anh đó. Được, cô lợi hại rồi. Để người ta biết cô nhận Hồ Nhất Đao làm anh nuôi, xem xử lý cô ra sao. Đại ca đã nói với em là anh, là anh tới cứu em. Thật sao? Có thật vậy không? Giả đó. Không thể nào. Có gì mà không thể nào? Cô tưởng bản thân cô là ai? Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ sợ Hồ Nhất Đao tìm cha tôi đòi tiền chuộc cô, không thì còn lâu tôi mới tìm cô. Anh đừng có giả bộ nữa. Tóm lại là em biết trong lòng của anh có em là được rồi. Phải rồi, người bạn kia của anh đâu? Người chuyển xe lương với anh đó, anh ấy đi đâu rồi? Không đi chung sao? Anh ấy có chuyện đi trước rồi. Anh ấy là ai? Thì là bạn của tôi. Cô có hiểu chữ bạn chứ làm sao không? Bạn làm ăn đó. Bạn làm ăn, bạn làm ăn gì? Vợ ơi. Vợ à, em không sao chứ? Em không sao chứ? Họ nói em bị thổ phỉ bắt. Không sao đâu, thổ phỉ chỉ đùa với tôi thôi. Đùa thôi sao? Cơm tối tôi để dành cho em đó. Thủy Tiên, về trước đi. Cậu ngốc. Thiên Long, cuối cùng hai đứa cũng về rồi. Hai đứa ra ngoài thì nói một tiếng đi chứ, làm cho cha mẹ nóng ruột chết đi mất. Nóng ruột gì chứ, chúng con đã về rồi còn gì. Còn lành lặn nữa, phải đó mẹ. Mẹ đừng có lo, Thiên Long đã cứu con về rồi đây. Cứu ra rồi, các con đúng là bậy bạ. Một đứa bị bắt đi, một đứa tới tận cửa. Lẽ như không cứu được mà bản thân bị làm sao? Con nói cha nên bỏ tiền ra chuộc hay không? Cha, ý của cha là cha muốn một mình con ở đó, cha sẽ không bỏ tiền chuộc ra sao? Thủy Tiên, con đừng có mơ mộng. Nhà của con nợ ta 10 đồng đại dương kia kìa. Nếu con bị thổ phỉ cướp đi thì cha lỗ nặng rồi. Được rồi, cuối cùng thì cũng về. Về là tốt. Dương quản gia, Dương quản gia. Dạ, lão gia. Sáng ngày mai mời từ bán tiên tới cho tôi. Năm nay bất lợi, cho nên tôi muốn cúng đất tránh tà cho hai đứa con của tôi. Ngày mai tế đất, hai đứa đốt thêm vài nén hương, xin tổ tiên phù hộ. Con biết rồi cha. Vậy chúng con về trước đây. Mọi người nghỉ ngơi sớm nha. Về đi, đừng ra ngoài nữa đó. Đốt hương, tế đất. Mã lão gia, cầm lấy. Xin thổ địa phù hộ, phù hộ Thiên Long và Thủy Tiên nhà chúng tôi sớm ngày nối dõi tông đường cho nhà tôi. Thiên Long, đây. Đi đi. Hương quả nghi ngút, hạnh phúc an khang. Cha nói con đó, Thủy Tiên, con cũng đốt hương đi. Xin thổ địa phù hộ, con và Thiên Long sớm ngày có con nối dõi. Nhanh lên. Dạ. Được rồi, được rồi. Nghĩ gì thì có đó. Thật vậy sao? Thổ địa ở trên trời, xin người phù hộ con qua Thủy Tiên, sớm ngày thành thân với Thiên Long, sớm sinh. Ngài biết sinh gì rồi đó. Sao vậy? Bán Tiên, Bán Tiên, chuyện này là sao? Ông có biết không? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ông thổ địa không được vui rồi. Sao? Sao nó không vui là không vui vậy? Con biết. Từ Bán Tiên, tôi biết tại sao ông thổ địa tức giận rồi. Bởi vì ông thổ địa cảm thấy Hoa Thủy Tiên không phải là con dâu nhà ta, nên tức giận thôi. Thiên Long, anh nói cái gì vậy? Không liên quan gì tới em. Không liên quan tới em đâu đó. Sao lại không liên quan tới cô? Thiên Long nói vậy cũng có lý. Cha, cha nghĩ coi. Hoa Thủy Tiên bị thổ phỉ bắt lên núi 2 lần rồi. Lần đầu thì
Cho dù là Thiên Long cứu cô ta ra, giữ được trong sạch, nhưng mà lần thứ hai cô ta ở chỗ Thổ Phỉ một đêm. Một đêm đó cô biết bao nhiêu chuyện xảy ra làm sao biết được. Nói không chừng sớm đã không còn trong sạch. Cô nói bậy gì vậy? Nếu tôi là cô, tôi tự sát luôn rồi. Thiên Long, dạ, cha mau đuổi cô ta đi đi. Dạ. Con thấy đuổi cô ấy đi thì mặt mũi của nhà cô ấy không biết để đâu. Hay là như vậy cha xem có thể để qua gia chủ động tới từ hôn. Như vậy thì còn có thể giữ thể diện. Còn giữ thể diện cho cô ta, ai giữ thể diện cho Mã gia? Cô ta làm mất mặt Mã gia. Tôi, theo tôi thấy, không những phải đuổi cô ta đi, còn phải đánh trống khua chiêng, nói cho cả Hoa Gia Trang và Mã Gia Trang biết Hoa Thủy Tiên và Hồ Nhất Đao có quan hệ, để cho cảnh sát trong huyện bắt con đàn bà này đi, để con xem cô ta còn ngang ngược tới đâu. Mã Tiểu Lan, cô im miệng đi. Vợ à, anh không cho em đi đâu. Buông tôi ra. Vợ à, em không được đi. Anh không cho tôi đi, để tôi bị các người đuổi ra sao? Các người giàu có thì làm sao chứ? Hoa Thủy Tiên tôi không thèm đâu. Vợ à, sau này chơi trò gì anh cũng nghe em. Vợ, cho em ống dạng qua đi. Còn cái này là búp bê của anh, cho em luôn đó. Trống của anh nữa nè, anh cho em hết. Vợ à, sau này chúng ta không cưỡi ngựa nữa được không? Chúng ta chơi luyện công đi. Yêu Qua Thương. Vợ, đi Qua Thương. Đi Qua Thương. Cậu ngốc, cái nhà này chỉ anh đối tốt với tôi thôi. Được, tôi sẽ không đi đâu. Tôi không làm sai cái gì hết. Vậy vào đâu đuổi tôi đi chứ? Không đi nữa. Không đi nữa. Không đi nữa. Hy vọng là đại ca hiểu được ý của mình. Vậy được rồi. Vẽ hai bông hoa lại còn quấn lấy đồ. Em gái Thủy Tiên của tôi muốn nói cái gì chứ? Đại đương gia, anh đang xem cái gì vậy? Nè nè, Long Tư nhỏ, cậu nhìn giùm cho đại đương gia đi. Em gái Thủy Tiên vẽ cho tôi cái gì vậy? Đây hình như là một đóa hoa Thủy Tiên. Phải, là hoa Thủy Tiên. Đây là đóa hoa lan. Hoa lan bị trói. Hiểu rồi. Đây là hoa lan bị người ta bắt rồi. Em Thủy Tiên kêu chúng ta đi cứu hoa lan. Không phải đâu. Đây chắc là bảo chúng ta bắt Mã Tiểu Lan đó. Em Thủy Tiên của tôi bị bắt nạt. Lý Chân To, lập tức đem theo người tới nhà họ Mã, bắt Mã Tiểu Lan về cho tôi. Mau đi đi. Nhìn gì mà nhìn chứ. Đi thôi, nhanh lên. Thả tôi ra. Các người mau thả tôi ra. Thả tôi ra. Đứng yên đó. Đau quá. Lão đại, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi xin các anh đó, các anh đừng giết tôi. Các anh muốn bao nhiêu tiền? Các anh muốn làm gì vậy? Mã Tiểu Lan, nghe cho rõ đi. Lập tức viết thư cho ông bố Mã Vạn Niên của cô, khi ông ta mang 100 đồng đại dương tới đây biếu cho tôi. Được, được, được. Tôi giết, tôi sẽ giết. Các người muốn tôi giết như thế nào đây? Chỉ viết thư chắc là chưa đủ. Phải tặng món quà lớn cho ông ta. Chân To, chặt một cánh tay của cô ta, đem qua cho Mã Vạn Niên. Dạ được. Lão gia, lão gia, không xong rồi lão gia. Tiểu Lan, Tiểu Lan, Tiểu Lan, nó chậm thôi. Tiểu Lan nó bị Thổ Phỉ bắt đi rồi. Ông coi đi, ông coi đi. Muốn Mã Tiểu Lan sống thì mang 100 đồng đại dương tới Thanh Phong trại. Quá giờ thì nhận thi thể.
Khốn kiếp, đúng là quá đáng. Thực sự quá đáng. Tưởng Mã Vạn Niên tôi dễ bắt nạt sao? Bắt một đứa chưa đủ, lại bắt thêm đứa nữa. Bọn chúng đúng là không ra làm sao. Ông mau mang tiền ra đi, lấy tiền chuột người đi, nhanh lên. Lấy tiền? Tôi mở ngân hàng hay sao mà nói lấy tiền là lấy tiền chứ? 100 đồng đại dương lận đó. Lão gia, ông không thể không cứu Tiểu Lan. Nó là con gái ruột của ông đó. Tôi chỉ có một đứa con gái này thôi. Ông phải cứu nó, lão gia. Tôi có ý này. Mau tìm Trương Đại Khánh, kêu nó dẫn người lên núi, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Cứu Tiểu Lan về đây. Cút ra ngoài đi, đừng có làm phiền tôi. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Đại Khánh, con mau cứu Tiểu Lan đi. Mau cứu Tiểu Lan đi. Mẹ nói chậm thôi, làm sao? Tiểu Lan nó bị thổ phỉ bắt đi rồi. Thổ phỉ? Bây giờ anh còn cười sao? Tôi không biết phải làm sao đây. Giống chỉ tôi chỉ muốn qua Thủy Tiên rời khỏi Mã gia, bởi vì cô ấy tộc mạch lắm. Cô ấy ở đây thì chúng ta sớm muộn gì cũng bại lộ thôi. Ai biết được chuyện biến thành ra như vậy. Anh nói coi. Mẹ à, đừng nóng. Mẹ về nhà trước đi. Thiên Long, con sẽ báo cáo với cấp trên mà. Mẹ về đi. Con sẽ dẫn một đội lên núi. Mẹ mau về đi. Nhìn gì mà nhìn? Tôi phải về xem sao. Vậy cậu về trước đi. Phải cẩn thận đó. Tiểu Lan bị Hồ Nhất Đao bắt lên Thanh Phong trại là do cô bày trò phải không? Tôi biết ngay là cô mà. Đi tìm Hồ Nhất Đao, bảo hắn thả người ra. Nè nè, tôi không đi. Là tôi kêu đại ca bắt cô ta đó. Thì làm sao? Ai bảo cô ta đổ quan cho tôi? Đáng đợi lắm. Thủy Tiên, Tiểu Lan đúng là có chút quá đáng, nhưng không báo thù kiểu này được đâu. Với lại Nhị Nương đã kêu Trương Đại Khánh dẫn người đi dẹp rồi. Hồ Nhất Đao đối với cô rất tốt. Cô không muốn hắn có chuyện chứ? Đám ngốc quận chúng không ai là đối thủ của đại ca tôi. Hổ cũng không đánh lại đàn sói. Trương Đại Khánh mang theo toàn là súng pháo. Hồ Nhất Đao có gì? Sở chỉ bây giờ Hồ Nhất Đao không sao là chính phủ chưa hạ quyết tâm diệt thổ phỉ. Lần này Trương Đại Khánh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cô không muốn hạ anh ta chứ? Anh muốn thả người thì cũng được, nhưng mà phải chờ tới ngày mai. Sao phải là ngày mai? Tóm lại là anh phải chờ ngày mai. Mình nghĩ đại ca chắc chắn sẽ hiểu thôi. Hoa Thủy Tiên, mày thông minh quá. Đưa đi đi. Đứng dậy. Đi, nhanh lên. Quăng ở đây đi. Người bên trong nghe đây. Sau này ai dám bắt nạt qua Thủy Tiên thì đây chính là ví dụ. Về núi. Đi. Cứu tôi với. Có ai nghe thấy không? Cứu tôi đi. Mau mau. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Thổ phỉ không dám đuổi tới nhà đâu. Con đã về nhà an toàn rồi. Không sợ, không sợ nữa. Được không? Tiểu Lan, sao thổ phỉ lại thả con ra chứ? Cha, con không có biết. Con không có biết gì hết. Tóm lại là chúng nói vừa muốn chân của con, vừa muốn tay của con. Suýt chút nữa là giết chết con luôn rồi. Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa mà. Tôi nói cho ông nghe, con bé sợ hết hồn rồi, đừng có hỏi nữa. Lão gia, Hồ Nhất Đao đó, lần này dám bắt con gái của chúng ta, lần sau chắc chắn sẽ trói cả nhà mình luôn đó. Mẹ, Tiểu Lan, Tiểu Lan, về rồi. Đại Khánh, không sao rồi. Đại Khánh, vừa hay không phải con đi bắt thổ phỉ sao? Bắt Hồ Nhất Đao đi chứ. Cha, dù sao Tiểu Lan cũng về đây rồi. Hơn nữa, nó bắt thổ phỉ không phải nói làm là làm. Phải có tiền đó.
Mọi người đều ở đây sao? Chị hai, chị về rồi sao? Tôi thấy chị vẫn ổn. Thổ phỉ không làm gì chị sao? Hoa Thúy Tiên, chắc chắn là cô. Tôi thì làm sao? Sau này ai dám bắt nạt Hoa Thúy Tiên thì đây chính là ví dụ. Thúy Tiên, em biết sai rồi chị Thúy Tiên. Chị tha cho em đi, tha cho em lần này đi. Cô sai chỗ nào? Sai thì là sai. Tôi nhớ ra rồi. Ý cô là hôm đó tôi ở chỗ thổ phỉ, buổi tối là không trong sạch phải không? Không không, chị hai nói không sai, không sai chút nào. Tóm lại là tôi không còn trong sạch nữa. Chị cũng không khá hơn mấy. Chị Thúy Tiên, tuyệt đối đừng để bụng nha. Cha, đại nương, Thiên Long, nhị nương, nhị nương, mọi người đều nghe rõ rồi chứ? Hoa Thúy Tiên con trong sạch đó. Được rồi, vậy là đủ rồi. Vào đi. Đây, mời ngồi. Chuyện trong nhà cuối cùng cũng giải quyết xong. Sao rồi? Lần này liên lạc viên đã tới chưa? Có nhiệm vụ gì mới không? Người Nhật phái ba tên gian tế tới quyền Tĩnh Sơn. Người của chúng ta nói ba tên gian tế ở lại quán trọ Lai Phúc. Xem ra bọn Nhật thật sự muốn ra tay với quyền Tĩnh Sơn. Tổ chức có chỉ thị gì không? Cần tôi làm gì? Tổ chức quyết định kêu cậu đi dò hỏi mục đích thật sự của ba tên gian tế ở quyền Tĩnh Sơn. Được, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ê bà Tám. Tám cái gì chứ? Tôi chỉ có một bình đó thôi. Anh trả lại cái bình đó cho tôi đi. Tiền tôi đền cho cô đó. Cô mua đủ 10 bình luôn rồi. Đi đi. Tôi chỉ mua một bình thôi. Tôi đi mua một bình trước rồi trả tiền thừa lại cho anh nha. Không cần đâu. Coi như tiền tôi đền cho cô đó. Vậy làm sao được? Anh đợi tôi quay về tôi trả tiền cho anh. Khốn kiếp, chút nữa bị lộ rồi. Đại ca, anh nói chúng ta xuống núi như vậy có phải là hơi nguy hiểm hay không? Nếu như mà chúng ta bị người ta nhận ra thì phải làm sao đây? Tìm cho tôi đi mà. Thật sự xin lỗi, không có tìm ra. Anh xem anh đổi cho người khác đi. Tiền của cô lớn lắm, đi chỗ khác đi. Hồ đại ca, Hồ đại ca, Hồ đại ca, nè nè, đừng có la cái gì chứ. Cô sợ người khác không biết thổ phỉ xuống núi hay sao? Im cái miệng lại đi. Trên phố nhiều người họ Hồ như vậy, ai biết tôi hét ai? Anh mới ngốc đó. Em gái, em cầm đại dương đi đâu vậy? Đừng có nhắc nữa. Vừa nãy có người làm đổ nước uống của em. Kết quả là cho em một đồng đại dương, kêu em đi mua lại đi. Nhưng mà người ta không tìm được tiền lẻ. Khi nãy vừa mới thấy ở đây, bây giờ lại không thấy nữa rồi. Anh thấy có kỳ lạ không? Chính là ba người bọn họ đó. Em đi trả tiền cho họ. Nè nè em gái, em biết ba người họ làm gì không? Nhưng mà em biết họ có cái này nè. Trương To, tôi thấy chuyến này chúng ta đi không uổng đâu. Đúng là không uổng công. Con dê này cũng béo lắm. Lâu lắm rồi anh em cũng chưa được ăn thịt. Ăn bữa thịt thì có sao đâu. Đi.
cho hỏi ba vị khách quan ăn cơm hay ở trọ. Ba vị ăn cơm hay là ở trọ? Ba vị khách quan vừa nãy ở phòng nào vậy? Chỗ chúng tôi có quy tắc là không được nói bừa. Sao nhiều chuyện quá vậy? Tha mạng đi. Chúng ta tiếp tục như vậy không được. Như vậy sẽ không tìm được gì hết. Chuyện này nhất định phải làm cho tốt. Nói gì vậy, nghe không hiểu. Làm gì đó? Điều qua thương. Đứng yên đó. Đứng dậy. Đừng qua đây. Chân to. Dạ. Lấy súng. Dạ. Em gái, đóng cửa lại. Qua kia đi. Mấy người là ai? Chúng tôi là thổ phỉ. Không sợ nói cho các người biết. Ông đây chính là Tĩnh Sơn Dương Hồ Nhất Đao. Chúng tôi chỉ là thương nhân bình thường. Các người muốn cướp, chúng tôi có tiền. Đưa tiền cho mấy người hết, đưa đây. Đại ca, đúng là vàng thật đó. Anh coi đi, còn có dấu răng nữa nè. Đồng vàng. Các người cũng có tiền ghê đó. Nè chân to, đưa hắn sang phòng bên thẩm vấn. Còn anh, ra đây. Hai người đứng yên đó. Đứng yên đó. Đại ca, đem đi xem. Đứng yên đó. Mau, ngồi xuống. Ông đây cho mấy người một cơ hội. Đứa nào nói dối, tao bắn chết đứa đó. Lúc đó đừng có trách. Mày nói trước đi. Các anh là người ở đâu? Chúng tôi là người Đông Bắc. Nói nhanh. Nói. Người Đông Bắc. Chỗ nào Đông Bắc? Đông Bắc, Hắc Long Giang. Không nói thật. Nói nhanh. Không nói tao bắn chết. Chúng tôi là người Nhật. Người Nhật. Mày nói cho tao biết, mày từ đâu mà chui ra? Chúng tôi tới từ Nhật Bản. Tới Trung Quốc vì Đại Đông Á cùng Phùng Vinh. Nhảm nhí. Vậy thì anh nói cho tôi nghe cái gì gọi là Đại Đông Á cùng Phồn Vinh. Đó là một lý tưởng. Anh ngồi xuống. Anh nói cho rõ. Rốt cuộc anh chạy tới huyện Tĩnh Sơn này để làm cái gì ở đây? Mau nói đi. Chúng mày tới chỗ bọn tao làm cái gì? Chúng tôi tới thực hiện Đông Á cùng Phồn Vinh. Còn cứng miệng. Đừng tưởng là tao không biết mày là ai. Nói nhanh. Chúng tôi tới tìm mỏ Wolfram. Wolfram, đồ ngốc. Đây là bí mật của chúng ta. Đồ ngốc cái gì? Còn hột và kêu hay sao? Bảo mày nói chưa mà mày nói. Không phải tôi đâu. Mày ngồi yên đó. Cô đừng có nhắm vào tôi. Cô coi chừng hắn kìa. Tôi đi xem có chuyện gì nha. Không phải cô lợi hại lắm sao? Anh nhớ về mau đó. Cô đừng căng thẳng. Ngồi xuống, tôi không làm hại cô đâu. Tránh xa một chút, đừng qua đây. Đại ca. Đại ca không sao chứ? Thủy Tiên đâu? Ai đó? Họ Mã kia. Mau đi xem Thủy Tiên. Đứng yên đó. Nếu không tao bắn chết nó. Đứng yên. Lùi xuống. Đừng làm bậy nha. Máu. Thủy Tiên. Đại ca, mau rút đi.
Nào, đại ca, đi nhanh. Thúy Tiên, tỉnh lại đi. Không sao đâu. Cô ấy chỉ là sợ máu mà ngất đi. Tay anh không sao chứ đại ca? Không sao. Thúy Tiên, anh làm gì vậy? Vừa nãy chúng ta giết người Nhật, cảnh sát nhất định sẽ điều tra tới cùng. Lúc này để Thủy Tiên ở trong thành quá nguy hiểm, tôi phải đưa cô ấy về Thanh Phong trại. Không được, nếu cô ấy đi cùng anh, cũng là nói với mọi người cô ấy là đồng phạm của anh. Anh muốn cô ấy như anh cả đời làm thổ phỉ sao? Tôi nhất định sẽ giúp cô ấy bình an. Đại ca, còn không đi là sẽ không kịp thiệt đó. Được, Mã Thiên Long, tôi tin cậu một lần. Nếu Thủy Tiên bị làm sao, tôi sẽ liều cái mạng này với cậu, quay lại tìm cậu tính sổ. Đi thôi. Đại ca, em thấy cô gái đó chính là sao chổi đó. Anh thấy đúng không? Anh xem anh chị cô ta bị thương hai lần rồi. Nói ít thôi.